Nữ tuyển thủ Argentina chỉ thần tượng Maradona và Ronaldo, giải thích việc loại Messi. Chỉ Maradona và Ronaldo mới đem lại sự thăng hoa của trong bóng đá. Trên hai chân của Jamila, cô xăm hình huyền thoại Maradona và Ronaldo. Ở chân, Jamila xăm hình Maradona với một con sư tử, còn ở ống đồng có hình xăm Ronaldo. Jamila ghi những lời bình luận về ngôi sao đương đại đang khoác áo Anas. Tuyển Argentina góp mặt ở World Cup 2023 cũng là tập thể được báo chí khai thác nhiều. Họ ca ngợi các cô gái xứ Tango sẽ lấy đội tuyển Nam làm cảm hứng để hành trình đến ngôi vô địch World Cup. Tuy nhiên đó chỉ là cảm hứng đơn thuần thôi, tuyển nữ Argentina chưa đủ số má để lên ngôi sân chơi thế giới. Một khi như thế thì những câu chuyện bên lề của tuyển nữ Argentina là những đề tài khai thác nhiều của báo chí. Jalima Rodriguez là một điển hình. Dù là nữ nhưng hai chân của cầu thủ tấn công này đầy những hình xăm. Trên bắp đùi chân trái cô xăm hình huyền thoại Maradona, về đối xứng là hình con sư tử. Ý nghĩa của điều đó là Maradona là con sư tử của nền bóng đá thế giới. Ngay phía dưới Maradona chẳng phải đồng nghiệp đương thời là Messi mà là đại kỳ phùng địch thủ của Messi là Ronaldo. Bên phần ống quyển đối diện hình xăm Ronaldo là những lời bình về Ronaldo, lý do vì sao cô chọn xăm hình Ronaldo mà không phải Messi. Bởi đơn giản chính những thần tượng này mang lại sự sảng khoái của trò chơi bóng đá, Messi không có được điều đó, chính Maradona và Ronaldo mới làm cho vẻ đẹp bóng đá lên đỉnh. Trò chơi tận hưởng, truyền cảm hứng cho fan, cho người xem. Khi Jalima để lộ đôi chân đầy những hình xăm cùng với những lời giải thích của mình trên đó, lập tức nó trở thành tâm điểm của các ống kính phóng viên thể thao zoom vào. Mỗi người, đặc biệt ở đây là mỗi cầu thủ có quyền chọn cho mình một thần tượng, nó theo quan điểm của chính họ và không có gì sai. Trước đây, có một nữ cầu thủ Argentina đang đá thuê ở Tây Ban Nha. Khi Maradona qua đời, hai đội bóng đá nữ ra sân làm thủ tục trước trận đấu, trong đó có một phút mặc miệng huyền thoại Maradona. Nữ cầu thủ đồng hương của Maradona và Messi lại quay lưng và ngồi bệt xuống mặt sân. Sau đó cô giải thích, tôi không thần tượng, tôi không tưởng nhớ Maradona, ông ấy không phải là tấm gương tốt, đó là người nghiện ngập, bạo lực. Đó cũng là một quan điểm, một lý lẽ.